Thưa quý vị, chỉ một ca COVID-19 được ghi nhận trên toàn tỉnh tính từ 18 giờ ngày 22 tháng 10 đến 18 giờ hôm nay 23 tháng 10. Đây là báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh. Ca COVID-19 mới ghi nhận thuộc địa bàn thị xã Phú Mỹ. Cả tỉnh hiện có 5 bệnh nhân COVID-19 điều trị tại bệnh viện, trong đó có 1 bệnh nhân đang được điều trị bằng kỹ thuật cao, 74 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại nhà. Tỷ lệ bệnh nhân COVID-19 đã khỏi bệnh đạt trên 99%. Công tác tiêm vaccine ngừa COVID-19 các mũi tăng cường cho người dân trên địa bàn tỉnh đang được Ủy ban Nhân dân các huyện, thị, thành phố của tỉnh thực hiện. Người dân liên hệ với trạm y tế nơi cư trú để được tiêm chủng mũi tăng cường nhằm đảm bảo sức khỏe trước dịch COVID-19.